Kể từ khi được tỷ phú Todd Bowley tiếp quản, Chelsea đã chi rất nhiều tiền để chiêu binh mãi mã nhằm hy vọng sớm trở lại vị thế số 1 tại giải Ngoại hạng Anh. Con số đến nay đã lên đến hơn 1 tỷ euro, trong đó Enzo Fernandez là bản hợp đồng khủng nhất với phí chuyển nhượng lên đến 121 triệu euro. Tiếp đến là Moises Caicedo. Trong đội hình tại của Chelsea, Cole Palmer thì xếp thứ 10 trong danh sách những bản hợp đồng đắt giá nhất. Chelsea đã trả cho Man City khoản tiền 42 triệu bảng để có được sự phục vụ của tuyển thủ Anh, nghĩa là chưa bằng phân nửa con số đầu tư vào Enzo Fernandez hay là Caicedo. Đáng chú ý, ban đầu Cole Palmer không hề nằm trong kế hoạch mua sắm của The Blue. Chỉ đến khi phát sinh vụ tiền vệ Mateo Kovacic của họ chuyển sang Man City, đội bóng thủ đô London mới xuất hiện ý tưởng đưa sao trẻ này về Stamford Bridge. Đối với The Citizen, viễn cảnh sản phẩm của học viện cập bến Chelsea hồi hè 2023 và tỏa sáng rực rỡ tại Stamford Bridge đơn giản là điều phải xảy ra. Quyết định rời Man City đến từ chính Cole Palmer. Ngược lại, đội bóng cũng thu về khoản tiền kha khá từ thương vụ bán cầu thủ này. Dù vậy, Man City đã từng có động thái muốn giữ Cole Palmer ở lại đội bóng sau khi Riyad Mahrez gia nhập Al Ahly. Bên cạnh đó, Burnley cũng muốn mượn tiền vệ sinh năm 2002 sau khi thăng hạng lên chơi tại Premier League. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã từ chối lời đề nghị này và có kế hoạch để Palmer ra sân nhiều hơn. Cole Palmer là cầu thủ đặc biệt, dù vậy tôi đã không thể cho cậu ấy số phút thi đấu mà cậu ấy xứng đáng được hưởng. Chúng tôi đã đề nghị Palmer ở lại sau khi Riyad Mahrez rời đi. Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra, Palmer đã muốn rời Etihad từ hai mùa giải trước. Thực tế, cậu Palmer có lý do để dứt khoát rời Etihad. Ở mùa giải 2022-2023, anh thất thế trong việc cạnh tranh vị trí bên hành lang cánh phải với Bernardo Silva và Riyad Mahrez. Đây cũng là một trong những lý do khiến Mahrez quyết định rời Man City khi Pep Guardiola lựa chọn Silva đá chính trong trận chung kết FA Cup và Champions League. Những trận cầu mang tính quyết định thay vì chân chạy cánh người Algeria. Điều này cho thấy việc cạnh tranh suất đá chính tại Man City thực sự khốc liệt. Ngay cả ngôi sao như Riyad Mahrez cũng phải chịu cảnh dự bị, thì thật khó để Cole Palmer có cơ hội chen chân vào đội hình của Pep Guardiola. Dù vậy, màn trình diễn của Cole Palmer mùa giải 2022-2023 cũng không thực sự ấn tượng sau khi tiền vệ này gặp chấn thương trong trận gặp Swindon Town tại vòng 3 FA Cup. Theo thống kê, chân sút người Anh thi đấu tổng cộng 850 phút với 7 trận chủ yếu là tại các giải đấu cúp và quốc nội. Đây rõ ràng là thời lượng ít ỏi so với mong muốn của Cole Palmer, đặc biệt là khi Sergio Gomez hay Calvin Phillips đều được trao nhiều cơ hội hơn dù có màn thể hiện kém thu phục. Tuy nhiên, trong bối cảnh Man City tập trung cho mục tiêu giành cúp ăn bà mùa giải 2022-2023, thật khó để Pep Guardiola trao cơ hội cho Cole Palmer. Nhưng tại một đội bóng đang trẻ hóa và trong giai đoạn chuyển giao như Chelsea thì khác. Đây rõ ràng là vùng đất màu mỡ và có nhiều đất diễn cho Palmer hơn, khi trong đội hình của Chelsea không có cái tên nào thực sự đẳng cấp và khiến cho người hâm mộ phải cảm thấy ấn tượng. Cole Palmer có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau tại hàng tiền vệ, thậm chí chơi tốt cả trong vai trò tiền đạo cánh. Ở Chelsea mùa giải vừa qua, anh chủ yếu được huấn luyện viên Mauricio Pochettino bố trí thi đấu như một cầu thủ chạy cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1 của đội nhà. Những gì mà cầu thủ 22 tuổi này thể hiện ở Stamford Bridge ở mùa giải trước là vô cùng ấn tượng. Tầm ảnh hưởng của Palmer tại Chelsea không chỉ nằm ở những bàn thắng. Sao trẻ người Anh còn đóng vai trò là người giữ nhịp ở tuyến giữa, giúp đội nhà cầm trịch cuộc chơi, đồng thời rất xuất sắc trong những đường phát động tấn công và kiến tạo. Chính vì thế Chelsea ở mùa này mới bị mỉa mai là Palmer FC. Với phong độ xuất sắc đó, Palmer đã chính thức được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2023-2024 của Premier League. Palmer cũng là cầu thủ Chelsea đầu tiên giành được giải thưởng này kể từ khi nó được trao vào mùa giải 2019-2020. Ngôi sao của Chelsea đã đánh bại Phil Foden, Erling Haaland, Alexander Isak, Kobbie Mainoo, William Saliba, Bukayo Saka và Destiny Odozie để giành giải thưởng danh giá này. Giới chuyên môn nhận định rằng Palmer giành được giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng, vì anh không chỉ chứng minh được đẳng cấp của mình qua những con số mà còn được tầm ảnh hưởng của anh lên đội bóng thành London. Palmer là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai giải đấu với 22 bàn thắng, chỉ kém tiền đạo Erling Haaland của Man City trong cuộc đua trước giày vàng. Anh cũng đứng thứ hai về khả năng kiến tạo, kém 2 lần so với Ollie Watkins của Aston Villa trong cuộc đua vua kiến tạo. Ngôi sao của Chelsea là một trong 4 cầu thủ mùa trước đạt được mốc 10 về cả số bàn thắng và kiến tạo, cùng với Watkins, Mohamed Salah và Anthony Gordon. Gần phân nửa số bàn thắng của Palmer mùa giải 2023-2024 là từ chấm phạt đền, khiến một số người xem nhẹ thành tích nổ súng của cậu. Nhưng đó lại chính là bằng chứng cho thấy ngoài kỹ năng, tâm lý vững vàng và bản lĩnh khó tin của chàng trai sinh năm 2002 này, đó là Palmer với quả phạt đền thành công ở phút bù giờ trong trận Chelsea hòa 4 đều đội bóng cũ Man City tại Stamford Bridge. Đó là Palmer với cú đá 11m chuẩn từng cm gỡ hòa 3 đều trước Manchester United.
cũng trong những phút bù giờ cuối, trước khi chính anh ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3. Được Pochettino thường xuyên bố trí đá cánh phải, nhưng Palmer không đá như một winger mà thường xuyên bó vào trong, tìm kiếm các khoảng trống ở giữa các tuyến của đối thủ để trở thành điểm tịnh tiến bóng cho các đồng đội. Palmer đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tăng cường chiều sâu cho những miếng đánh của The Blue. Những đường chuyền xuyên tuyến từ Palmer phá vỡ khối phòng thủ của đối phương, đặt đồng đội vào cơ hội ghi bàn diễn ra rất thường xuyên trong các trận đấu của Chelsea mùa giải 2023-2024. Cụm từ mùa giải đột phá là không đủ để nói về sự xuất sắc của Cole Palmer trong màu áo Chelsea, dù The Blue chỉ có thể giật được vé đá Europa Conference League. Đến lúc này, quyết định rời Man City để gia nhập Chelsea của Palmer được đánh giá là thông minh, dù chưa biết đến khi nào anh mới có được một danh hiệu lớn cùng đội chủ sân Stamford Bridge. 22 bàn thắng và 11 kiến tạo tại Premier League mùa vừa rồi, ngay trong lần đầu tiên khoác áo Chelsea, là đủ để Cole Palmer lọt vào mắt xanh của ông thầy Gareth Southgate. Qua đó, được trao một suất ở tuyển Anh. Bàn thắng vào lưới Bosnia trong trận giao hữu thềm Euro 2024 cùng động tác ăn mừng Zetun là khởi đầu rất tốt trong màu áo tam sử cho ngôi sao trẻ hay nhất Premier League mùa giải 2023-2024. Southgate đã giao cho Palmer vị trí số 10 trong trận ra mắt. Sao trẻ của Chelsea còn được tin tưởng thực hiện quả phạt đền, qua đó mở tỷ số trận đấu. Palmer có thể không phải ngôi sao chơi hay nhất trong trận này, nhưng lại là người thu hút sự chú ý đặc biệt. Một ngôi sao trẻ sáng giá của Premier League đá trận đầu tiên cho tuyển Anh và ghi bàn. Đó là một điểm nhấn rất tốt. Mùa hè vừa qua, Palmer cũng đã khiến người hâm mộ Anh phát cuồng khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho đội nhà vào lưới Tây Ban Nha trận chung kết Euro 2024. Một lần nữa ở Euro 2024, Cole Palmer được huấn luyện viên Gareth Southgate tung vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Kobbie Mainoo ở phút 70 và cầu thủ của Chelsea chỉ mất 3 phút để tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Theo thống kê của Opta, Palmer là cầu thủ đầu tiên sau 24 năm vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết Euro và ghi bàn gỡ hòa. Người gần nhất làm được điều này là Sylvain Guendouzi của Pháp với bàn thắng gỡ hòa phút 90+4. Tuy nhiên, không giống như trận chung kết năm 2000 khi Pháp đánh bại Italia trong hiệp phụ, ở trận chung kết năm nay, nỗ lực của Palmer tan thành mây khói khi một cầu thủ vào sân thay người khác là Mikel Oyarzabal đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha ở phút 86. Mặc dù tuyển Anh lần thứ hai liên tiếp để thua trận chung kết Euro, nhưng người hâm mộ xứ sương mù vẫn rất ấn tượng trước màn trình diễn của Cole Palmer. Và trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều lời ca tụng ngôi sao của câu lạc bộ Chelsea. Để tưởng thưởng cho những sự bứt phá vượt bậc của Cole Palmer, đồng thời cũng là để giữ trận Anh lâu dài tại Stamford Bridge, mới đây ban lãnh đạo của Chelsea được cho là đã quyết định tăng lương siêu khủng cho tiền vệ người Anh nhằm giữ anh gắn bó với câu lạc bộ trong một thập kỷ tới. Mọi điều khoản đều đang được giữ bí mật, nhưng phần lương thưởng mà Palmer nhận được trong thỏa thuận mới chắc chắn sẽ đưa anh lên vị trí top đầu của đội bóng, nghĩa là không dưới 400.000 bảng một tuần. Trong bản hợp đồng hiện tại, Cole Palmer đang ký 7 năm với Chelsea và hưởng 80.000 bảng một tuần, có nghĩa là tiền vệ 22 tuổi sẽ được tăng lương khoảng 5 lần chỉ sau một mùa giải thăng hoa. Khi Chelsea chi hơn 42 triệu bảng mua Palmer, đó không phải là một kênh bạc của câu lạc bộ này. Trong một giai đoạn mà Boehly và Clear Lake sẵn sàng chi tiền tỷ để xây mới đội hình, nhưng khi Palmer bỏ lại tư cách thành viên ăn ba cùng City, bỏ lại những lời hứa hẹn của luyện viên xuất sắc nhất thế giới Pep Guardiola, bỏ lại câu lạc bộ máy gắn bó từ thuở ấu thơ để dẫn thân tới Chelsea, đó là một kênh bạc lớn đối với sự nghiệp của chàng trai trẻ này. Cho đến lúc này có thể khẳng định Cole Palmer đã thắng trong kênh bạc cuộc đời mình.